Thưa quý vị, chúng ta đã đến với vòng 3 của chương trình Con Biết Tốt. Gia đình của bé Mon và bé My đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi mà chương trình đưa ra. Anh chị trả lời đúng được 2 câu, chúng ta sẽ lên được cấp bậc đầu tiên này. Ở cấp này sẽ là 3 câu, ở đây sẽ là 4 câu. Ở đây phải trả lời đúng 5 câu và cuối cùng mình sẽ phải trả lời đúng 6 câu thì mới có thể sở hữu phần quà giá trị nhất ở đây. Đó là gì? Mình xem nha. Wow. Một chiếc xe tay ga trị giá 60 triệu đồng. Hai con có thể đổi quà để cộng thêm thời gian cho ba mẹ. Quà cấp 1 này các con đổi được 5 giây, cấp 2 là 10 giây, cấp 3 15 giây và cấp 4 là 20 giây. Nếu như thấy số thời gian của ba mẹ còn dưới 60 giây á thì lúc đó mình có quyền mình đổi nha. Đổi hay không thì tùy các con quyết định thôi. Đến đây nào, Mon với My. Thời gian 180 giây bắt đầu. Quốc hiệu Đại Việt bắt đầu từ triều đại nào ở nước ta? Đại Việt. Bỏ qua. Loài cá tầm không thể bắt được các con mồi lớn vì lý do gì? Bỏ qua. 1 giờ bằng bao nhiêu giây? 36.000 giây hả? Chưa đúng. Bỏ qua. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do đơn vị nào đăng cai tổ chức? Báo Tiền Phong. Chính xác. Từ 2016, mức phạt dành cho người điều khiển xe máy trên đường mà quên không gạt chân chống xe là bao nhiêu? 300-400 nghìn. Chưa đúng. 200-300 nghìn. Chưa đúng. 100-200 ngàn. Chưa đúng. Bỏ qua. Người đồng sáng lập nên tập đoàn Microsoft với Bill Gates tên gì? Bỏ qua. Đen và trắng được gọi tên là gì trong lĩnh vực hội họa? Màu. Chưa đúng. Bỏ qua. Chiếc máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời Solar Impulse 2 ra đời ở nước nào? Mỹ. Chưa đúng. Đức. Chưa đúng. Anh. Chưa đúng. Bỏ qua. Loài dung hô hấp bằng bộ phận nào trên cơ thể? Dạ. Chính xác, chúc mừng. Hai con tiến lên. Phần quà cấp bậc đầu tiên này trị giá 3 triệu đồng. Uyên, mở quà đi con. Một cái quạt điện. Loại hộp quà bên nhân có gì nào? Một máy bay điều khiển từ xa. Hai chị em thích cái gì? Máy bay điều khiển từ xa. Đóng hộp quà bên đây lại. Như vậy là các con đã có được phần quà đầu tiên rồi. Cái máy bay điều khiển từ xa. Còn bao nhiêu giây vậy chú? Mình còn 110 giây. Và lên được cấp bậc thứ hai, ba mẹ con phải trả lời đúng được 3 câu. Bắt đầu. Bộ phim điện ảnh Đập cánh giữa không trung do ai làm đạo diễn? Vũ Ngọc Đảng. Chưa đúng. Bỏ qua. Chiếc máy tính xách tay đầu tiên trên thế giới tên gọi là gì? Dell. Chưa đúng. Bỏ qua. Một trong những người sáng lập nên trường phái lập thể trong hội họa là ai? Picasso. Chính xác. Xạ thủ Việt Nam giành huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn hơi Nam Olympic 2016 tên gì? Hoàng Xuân Vinh. Chính xác. Biệt danh kẻ tru đêm chỉ về cái gì trong bộ phim hoạt hình Phi vụ động trời? Bỏ qua. Bãi tắm đôi duy nhất ở Việt Nam nằm ở tỉnh nào? Bỏ qua. Tên tiếng Anh viết tắt của tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa là gì? OPEC. Chính xác, chúc mừng. Tiến lên nào các con. Phần quà cấp 2 này trị giá 7 triệu đồng. Uyên, khui quà đi con. Đó là xe điện tử, hai bánh thông minh. Và hộp quà của Nhân có gì con? Máy chụp ảnh lấy liền. Con thích máy này. Con thích cái này hơn. Vậy là hai chị em sẽ chọn chiếc máy chụp ảnh lấy liền ha. Đóng hộp quà vào đây lại. Chúc mừng nha. Tiếp theo, ba mẹ sẽ phải trả lời đúng được 4 câu hỏi mới lên được cấp bậc tiếp theo với phần quà hấp dẫn hơn nữa. Chúng ta còn 72 giây. Thời gian bắt đầu. Nghệ thuật viết chữ đẹp của người Nhật được gọi là gì? Bỏ qua. Tác dụng chống bụi và nước trên smartphone được thể hiện qua tiêu chuẩn gì? IP. Chính xác. Ban nhạc M2M là nhóm nhạc nữ phong cách pop đến từ nước nào? Mỹ. Chưa đúng. Anh. Chưa đúng. Bỏ qua. Hàn Quốc. Hiện tượng phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây mang các điện tích khác giấu gọi là gì? Xét. Chính xác. Tên gọi tiền thân của mạng xã hội Facebook là gì? Bỏ qua. Bỏ qua. Hồn Trương Ba Gia Hàng Thịt là một tác phẩm kịch nói của tác giả nào? Bỏ qua. Đại lượng đặc trưng cho công suất máy lạnh HP là viết tắt của từ gì? High power. Chưa đúng. Bỏ qua. Loại mũi vằn nào truyền bệnh sốt xuất huyết cho con người ở nhiều quốc gia trên thế giới?
Bỏ qua. Giải thưởng trao cho những tác phẩm điện ảnh được coi là dở nhất trong năm của điện ảnh Hoa Kỳ tên gì? Mâm xôi vàng. Chính xác. Tháng 8 2016, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã đồng ý cho doanh nghiệp tư nhân đầu tư dự án thể thao nào tại quận 2? Khu thể dục thể thao Rạch Chiếc. Chưa đúng. Hết giờ. Tiếc quá, chỉ còn một câu nữa thôi là mình có thể lên được cấp bậc thứ 3 rồi. Nhưng mà các con cũng đã có hai phần quà rất là hấp dẫn. Một cái máy chụp ảnh lấy liền, rồi một cái máy bay điều khiển từ xa. Chúc mừng các con nha. Đến đây cảm ơn ba mẹ nào. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình Con Biết Tuốt ngày hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Và quý vị khán giả có thể truy cập vào trang web www.songvangproduction.com.vn để đăng ký tham gia. Hẹn gặp quý vị vào tuần sau thứ hai trên kênh VTV3. Xin chào tạm biệt.